Hello anh em nha, em là Hạnh đây. Tối hôm nay em giới thiệu anh em hai cái mẫu xe của bên em ha. Mà vừa qua em chưa có like lên, thì cũng có nhiều anh em like những xe mà vài chục triệu lên để cho anh em xem, để anh em mua về tập lái, chạy gia đình, chạy mưa, chạy nắng. Thì trước mặt anh em đây với một sự lựa chọn rất là chuẩn luôn, là Honda Accord đời năm 92. Thì cái con này á là mâm đúc à, đồng sơn mới làm nè, anh em mua về đi liền thôi, máy rất là êm, máy lạnh lạnh teo luôn, nghe nhạc lớn chản luôn. Với mỗi tội là hơi dơ thôi, do em để ngoài nắng ngoài mưa nè, nó hơi dơ tí xíu, tại vì con này mới rửa này cũng 3-4 ngày rồi, mà để bữa giờ từ mưa cái nó dơ nữa à. Mâm đúc vỏ còn khá nha anh em, xe cũng rất là ok. Rồi cái con này anh em giá muốn bán là bán 52 triệu, nó là bụi nha anh em, bụi nè, em dễ hình tới tim cho anh em coi nè, đó bị bụi thôi. Con này thì giá muốn bán 50 mấy triệu. Và kế bên đây là có con Seabuck 209 nha anh em, mắt Seabuck này 1.0 209, xe này cũng còn khá, anh em mua về đi lăn thân gia đình, chạy taxi dịch vụ cũng được, dịch vụ ở nhà gia đình chạy taxi cũng được anh em, tại vì đợi hay là chính nè. Vì có con này em muốn bán là 89 triệu nha anh em, 89 triệu ngay chủ ký ha, keo lắc Seabuck 209, đăng kiểm còn tới tháng 7 2021, xe cũng khá nhìn lắm anh em, nội thất đẹp ha, lắp cửa rồi, em về tại tối em lắp cửa lại, xe mua về đi thôi, rất tốt. Nó có tràn một hai lỗ, anh em mua về tút lại hoặc là em tút lùm giùm anh em cũng được, nếu bán không bớt em tút cho ha, có bớt chút đỉnh cho anh em ở xa, bên em bán xe nào cũng có bớt cho tùy theo mức độ nhiệt tình của anh em thôi. Innova này bán 189 là 206 lên G, rồi con Matic này là ngay chủ luôn, biển số 83, biển số đẹp màu trắng, xe cũng khá nhìn ha anh em ha. Con này em bán 60 mấy triệu ngay chủ, đời 203, mâm đúc vỏ khá luôn nha anh em. Sơn cũng ok, nói chung là con này cũng tương đối. Em bớt có bớt chút đỉnh cho anh em ở xa ha, anh em mua cái gì bớt cho. Sơn cũng khá đẹp ha. Anh em mua con này về đi liền thôi chứ không có làm gì thêm nha. Xe này ok rồi, mua về chạy thôi. Con nào cũng mới lạnh lạnh teo hết. Ở đây là bãi số 1 của em ha. Bãi số 1 cũng còn mấy xe, mấy bữa nay cũng bán nhiều mà chưa nhập về. Thì mấy hôm nữa em về một số con xe 7 chỗ với xe tải, anh em có cái gì ủng hộ cho em ha. Cảm ơn em nhiều. Thì con này là con Vinh Cha nè, 208 nè. Con này xe siêu đẹp rồi nha anh em. Xe này xe đẹp, xe gia đình, đẹp lắm. Con này em bán 133 triệu, 133 triệu 208 nha anh em. Xe này ngon lắm, anh em mua về đi thôi. 213 ở lộn 208, 133 triệu. Đây là Matic này cũng 208 nè, em bán 58 triệu nữa nè. Đó. Đây là BM này bán 175 triệu số tự động. Đó, anh em coi ưng được cái nào thì lấy ha. Bên em bán thì nói chung thì cũng nhiều đủ loại xe thôi. Anh em nếu mà anh em đã quan tâm theo dõi kênh anh em biết em là mua xe giống như là mua xe đụng vậy, đụng xe nào mua xe đó. Thấy xe nào mình bán mà nhắm có lời vậy, bán là để lấy tiếng được thì mình bán thôi. Nhưng mà tương đối đừng có xe cũ dập quá em không mua. Xe nào mà thấy mình bán cho dân về dân xài ít cái sửa hoặc là xe chuẩn thì mình mới mua. Con này ngon lắm, con này số máy ngon, đi xuống tự động. Xăng hơi hao nha, khoảng 10 cây lít nè. Ở lộn, 100 cây 10 lít. Còn con này thì khoảng 7 lít thôi. Con này con Vinh Cha nè. Đó, rồi anh em nào mến gì cứ alo, anh Tâm alo em nha. Còn anh em nào cứ hỏi mình không cần nhất thiết mình alo để mình mua xe, mình alo mình tư vấn, em cũng vẫn tư vấn bình thường vui vẻ chứ không gì chơi nha anh em. Em cứ mạnh dạn điện em tư vấn cho. Hoặc anh em cứ mua xe ở chỗ khác mà nhiều khi mình không gành giá cứ hỏi em. Dù em không có xe đó em bán, anh em mà muốn mua xe chỗ khác á mà em không có xe đó bán, anh em cứ điện hỏi em cũng tư vấn cho anh em luôn bình thường, không gì hết trơn nha anh em. Không gì hết trơn, em nếu có thời gian thì em sẽ nói chuyện bình thường, còn lúc em đang bận thì cứ thấy em không nói chuyện được. Ha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Chúc em một buổi tối thật vui vẻ nha.